Chào mừng các bạn đã trở lại với RTK Media. Hôm nay, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn bài review về một phần phim Power Rangers khá gây tranh cãi trong thời gian gần đây. Đó là Power Rangers Cosmic Fury. Thời lượng bài review sẽ tương đối dài, nên chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Power Rangers Cosmic Fury là bộ phim thứ 30 của loạt phim Power Rangers được sản xuất bởi Hasbro, lên sóng vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 trên kênh Netflix. Đây là series phim đầu tiên của dòng phim Power Rangers được phát sóng trên Netflix, đồng thời cũng sẽ là series phim cuối cùng được bấm máy khởi quay tại New Zealand. Phim được lấy chi tiết từ 3 series thuộc dòng phim Super Sentai là Kishiru Sentai Ryusoujou, Uchu Sentai Kyuranger và Dobutsu Sentai Juoujou. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu cốt truyện của phim nhé. Tiếp nối sự kiện sau tập cuối của Power Rangers Dino Fury, sau khi Zero hy sinh để bảo vệ địa cầu, anh đã được Camorphin Masters đưa trở lại nhằm hỗ trợ đồng đội ngăn chặn cuộc xâm lược của Lord Zedd để giải cứu cả vũ trụ. Cả nhóm được dịch chuyển tới hành tinh Zornia để tham chiến. Mở đầu phim là trận chiến khốc liệt giữa nhóm Dino Fury với công ty Squid Ink. Tại đây, họ gặp được Billy, Mighty Morphin Blue Ranger và Mick, Ninja Steel Red Ranger đang có chuyến nghiên cứu tại Zornia thì bị vướng vào cuộc chiến. Với sự có mặt của Billy, Mick và Camorphin Masters, trận chiến đã dần trở nên cân bằng. Tuy nhiên, phe Lord Zedd đã có sự chuẩn bị kế hoạch sẵn. Chúng đem đến một loại chất độc dành riêng cho Blue Ranger, biến Ollie trở thành phản diện và thành tay sai của Lord Zedd. Sau đó, đã đến lượt Zedo bị địch dịch chuyển ra ngoài vũ trụ không rõ tung tích. Camorphin Masters thì bị bắt giữ. Trước tình thế bất lợi, Harvey với cây trượng Master Red đã đưa cả nhóm dịch chuyển đến điện thờ Zornia để tìm kiếm các Cosmic Fury Source. Quay trở về trái đất, nhóm Dino Fury lại bị phe Lord Zedd tập kích với sự hỗ trợ từ phía Ollie. Lord Zedd đã phá hủy các bức tượng khủng long, cắt đứt nguồn đăng nhập vào Morphin Grid của nhóm. Tình thế cấp bách, nhóm Dino Fury cùng Billy đã phải đưa căn cứ dịch chuyển ra ngoài vũ trụ tới một hành tinh xa xôi. Cùng lúc đó, trái đất phải hứng chịu một cuộc xâm lăng lớn chưa từng có. Hầu hết các đội Power Rangers nơi đây đều đã thất bại và bị bắt nhốt. Bị lưu lạc ở một nơi xa lạ, mất đi sức mạnh, mất người lãnh đạo và chịu tổn thất lớn về mặt quân số, trách nhiệm một lần nữa đặt nặng lên vai nhóm Rangers. May mắn thay, tại căn cứ còn có Billy. Anh đã tìm ra cách nghiên cứu giúp những hậu bối trẻ kết nối với Morphin Grid để có thể lấy lại sức mạnh. Nhờ đó, họ thành lập một đội mới là Cosmic Fury. Amelia đã được Morphin Grid lựa chọn để trở thành Red Ranger mới. Cùng với sức mạnh mới, nhóm Cosmic Fury lên đường tìm kiếm Zedo và tìm cách giải phóng trái đất, giành lại độc lập từ tay của Lord Zedd. Tiếp đến về phần nhân vật, chúng mình đánh giá rất cao ở tuyến chính diện, nơi mà các thành viên đều có sự thay đổi và trưởng thành nhất định sau hai mùa phim trước đó. Việc sắp xếp lại đội hình và vai trò của các thành viên trong đội đều rất phù hợp, cả về nội dung lẫn diễn xuất. Điểm trừ duy nhất là sự phân chia spotlight không đồng đều, người thì rất nổi trội, người lại khá mờ nhạt. Còn đối với tuyến nhân vật phản diện, ngoài Lord Zedd và Ollie ra thì các nhân vật còn lại không tạo được ấn tượng gì quá đáng nhớ. Dàn đàn em của Lord Zedd chủ yếu được lấy từ 3 phần phim Sentai là Juoujou, Kyuranger và Ryusoujou. Giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết từng nhân vật nhé. Đầu tiên là Amelia, Red Ranger thế hệ mới. Đội trưởng mất tích, bạn trai thì thành tay sai của phản diện. Cả đội lại đang gặp rắc rối với những vấn đề của riêng mình. Amelia bất đắc dĩ trở thành người lãnh đạo, đồng thời động viên tinh thần cho toàn đội. Phản ứng với sự trưởng thành của cô, ý chí của Morphin Grid đã lựa chọn cô trở thành Red Ranger, dẫn dắt cho Cosmic Fury. Ban đầu, cô cảm thấy áy náy vì cho rằng vị trí này vốn của Zedo, sợ rằng anh đã gặp chuyện chẳng lành, đồng thời lo lắng, hoài nghi bản thân về vai trò mới. Xong, qua 10 tập phim, Amelia cũng chứng minh được mình có khả năng dẫn dắt cùng sự quyết đoán không hề thua kém người đội trưởng tiền nhiệm. Vai trò chiến binh đỏ hoàn toàn phù hợp với Amelia về cả cách cô thể hiện trong phim cũng như diễn xuất của Hunter Dino. Cách để đưa cô trở thành Red Ranger hoàn toàn tự nhiên và có quá trình dẫn dắt hợp lý, mặc dù điều đó phải tốn mất 1/3 thời lượng của phim. Đây đồng thời là pha thăng chức đỉnh nhất trong lịch sử của Power Rangers khi mà lần đầu tiên một chiến binh hồng được lên thẳng làm chiến binh đỏ, trở thành nhân vật chính mới của phim. Điều này hẳn sẽ khiến series nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thú thực, ban đầu chúng mình cũng khá bất ngờ về việc Amelia sẽ trở thành Red Ranger, cảm thấy có hơi bỡ ngỡ và khó tiếp nhận. Tuy nhiên, cách mà nhân vật Amelia thể hiện trong phần phim này đã xóa tan sự hoài nghi đó của chúng mình.
tiếp theo là Zato, Zenith Ranger. Cuối mùa 2 của Dino Fury, Zato đã liều mình hy sinh để bảo vệ nhân loại. Sau đó, anh được các Morphin Master đưa trở lại với danh nghĩa Dino Fury Ghost Ranger, dẫn dắt cả đội đến Zornia chiến đấu với đội quân của Lord Zedd. Xong, biến cố xảy ra khiến toàn đội thất bại, anh bị đẩy ra ngoài vũ trụ và không rõ tung tích. Sau đó, Mick tìm thấy anh ở hành tinh bí ẩn có tên Levina. Cả đội đã tới nước đó để giải cứu cho anh. Anh tiếp nhận Morpher mới và trở thành Cosmic Fury Zenith Ranger. Ở cương vị mới với vai trò là người hỗ trợ, có thể thấy vị trí này rất phù hợp với Zato. Hai mùa phim trước, chúng mình không đánh giá cao diễn xuất của Russell Curry. Tuy nắm giữ vai trò nhân vật chính của hai mùa phim trước, nhưng biểu cảm của anh vẫn có gì đó hơi đơ. Vì vậy, khi anh trở thành người đứng sau hỗ trợ như một Sixth Ranger của đội, một chỉ huy tối cao, trông anh chững chạc và ngầu hơn rất nhiều. Có thể nói, việc thay đổi vai trò của Amelia và Zato trong đội đều phù hợp để cả hai có thể thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Ngoài những vai trò kể trên, thì phần lớn thời gian còn lại Zato dành cho việc ngủ. Vì vậy, sự xuất hiện của Zato không làm giảm đi vai trò của Amelia với tư cách trưởng nhóm. Song, phim không thể hiện xuất sắc sức mạnh chiến đấu của Zenith Ranger. Dù nghe cái tên Zenith, tức thiên đỉnh thôi, thì đã đủ hiểu Zato hiện tại mạnh tới cỡ nào. Zato sử dụng quyền năng mà các Morphin Master ban cho chủ yếu để hỗ trợ đồng đội. Nhưng đổi lại, nó khiến anh kiệt sức và thường xuyên ngủ gục. Đáng lo hơn, thời gian còn lại tại trần thế của Zato ngày càng bị rút ngắn. Qua đó, ta thấy được tinh thần và đức hy sinh của Zato không bao giờ thay đổi. Anh hiểu rõ sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Đồng thời, anh sẵn sàng làm tất cả vì sự bình yên của vũ trụ nếu cần thiết. Có thể nói, phần phim Cosmic Fury đã xây dựng xuất sắc một Zato kiểu mẫu, đáng ngưỡng mộ. Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn giữ vững phẩm chất của một chiến binh đỏ thực thụ. Kế đến là Ollie, Blue Ranger. Trong trận chiến tại Zornia, Ollie lại bị nhiễm độc dược đặc chế riêng, biến anh trở thành kẻ xấu một lần nữa. Cho những bạn chưa biết thì trong Dino Fury Season 2, Ollie đã từng trở thành phản diện một lần. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn trước đây rất nhiều, chất độc đã hoàn toàn hủy hoại vào hệ thống Morphin Grid của anh, khiến thuốc giải không còn công hiệu. Do đó, anh trở thành kẻ phản diện xuyên suốt mùa phim. Dưới vai trò kẻ ác, Ollie giúp cho thế lực của Lord Zedd trở nên khó đối phó hơn rất nhiều. Là người thông minh nhất đội, không khó để có thể hiểu tại sao phe Lord Zedd lại nhắm tới Ollie để tẩy não. Anh có công lớn giúp cho Lord Zedd có thể tìm ra căn cứ và phá hủy toàn bộ tượng khủng long, cắt đứt nguồn đăng nhập vào Morphin Grid của nhóm Dino Fury. Không những thế, anh còn giúp Lord Zedd khai thác sức mạnh của các Morphin Master để nâng cấp lên hình dạng ưu việt và mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến chống lại phe Lord Zedd trở nên khó khăn cũng phần nhiều nhờ công của Ollie. Anh giúp nâng tầm chất lượng của phe phản diện, bù trừ cho đám đàn em là những thành phần làm công ăn lương rất tấu hề của Lord Zedd. Dưới cương vị phản diện, Ollie trở nên sâu tính, chuyên đi cả khiện đồng đội cũ của mình. Những phần đoạn đấu khẩu giữa Ollie và đồng đội cũng khiến cho phim trở nên khá thú vị. Ngoài ra, anh còn là một người có đam mê mãnh liệt về thứ 6. Today is fine day in California. Tuy vậy, khi trở lại về phe chính diện, anh cũng thể hiện vai trò hỗ trợ rất tốt khi dùng trí thông minh của mình chế tạo ra vũ khí để chống lại thế lực của Lord Zedd trong những giai đoạn cuối cùng của trận chiến. Để tổng kết, nhân vật Ollie thể hiện rất tốt vai trò của mình dù ở trong tuyến chính diện hay phản diện. Anh rất được ưu ái khi là nhân vật duy nhất trong nhóm có hẳn 3 cảnh giới thiệu khác nhau trong opening. Tiếp đến là Izzy và Fern, Green và Orange Ranger. Izzy và Fern không gây được cho mình nhiều ấn tượng trong phần phim này. Có lẽ, dấu ấn lớn nhất của họ chỉ là cặp đôi đồng tính đầu tiên trong lịch sử Power Rangers. Đối với Izzy, xuyên suốt phần phim Cosmic Fury, Izzy chủ yếu chỉ được tập trung vào các phân đoạn tình cảm với Fern. Còn về Fern, cô vô tình bị kéo vào cuộc chiến khi quân đội Lord Zedd đột kích căn cứ của Dino Fury. Trong tình thế phải chạy thoát khẩn cấp, cô cùng cả đội Dino Fury đã lưu lạc ngoài vũ trụ đến một hành tinh xa xôi. Thời gian đầu, cô đóng vai trò hỗ trợ trong căn cứ, đồng thời cũng là chỗ dựa tinh thần cho Izzy trong tình cảnh cả hai phải lưu lạc ngoài vũ trụ và quê nhà bị xâm lăng. Trong một lần giải cứu cho Solon, cô nhận được sức mạnh Solonosaurus và trở thành Solonofury Orange Ranger. Đây có lẽ là sự phát triển lớn nhất đối với cặp đôi Izzy và Fern trong mùa Cosmic Fury. Cả hai từ cặp đôi đồng tính đầu tiên trong lịch sử Power Rangers trở thành cặp đôi Rangers đồng tính đầu tiên trong lịch sử Power Rangers. Nối tiếp là Harvey, Black Ranger. Khi thế trận mất cân bằng,
Harvey nhận được quyền trượng từ Red Master, dịch chuyển đến điện thờ của Zornia, nơi cất giấu các Cosmic Fury Zords. Trước tình thế nguy cấp, Harvey đã xả thân cầm quyền trượng để mở phong ấn các Zords và giải vây cho cả nhóm kịp thời. Nhưng cái giá phải trả là anh vĩnh viễn mất đi cánh tay phải của mình, không thể tái tạo lại. Trong 3 tập đầu của Cosmic Fury, Harvey phải vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này, đồng thời phải tập làm quen với cánh tay giả do Billy và Solon cùng nhau nghiên cứu tạo ra. Nhìn chung, Harvey gây ấn tượng rất tốt ngay từ những tập đầu tiên. Mặc dù mất đi cánh tay, anh không hề oán trách và đổ lỗi cho bất kỳ ai. Harvey chỉ cảm thấy mặc cảm vì bản thân trở thành gánh nặng cho đồng đội và sợ rằng sẽ mãi mãi giã từ giấc mơ âm nhạc. Song dần dần, anh làm quen với cánh tay mới của mình và trở thành cánh tay phải đắc lực cho đồng đội. Bên cạnh cánh tay mới với sức mạnh siêu phàm, Harvey còn đóng vai trò là một cây chiến lược, nghĩ ra những kế hoạch táo bạo nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Tiệu chung lại, Harvey là hình mẫu lý tưởng đại diện cho khái niệm tàn nhưng không phế. Sau cùng trong nhóm Cosmic Fury là Ion. Có thể nói ở phần phim này, danh hiệu nhân vật nhạy cảm nhất thuộc về tay Ion. Anh bất an với rất nhiều vấn đề và thường xuyên trở nên căng thẳng. Phần phim Cosmic Fury cũng không thể hiện vai trò cụ thể của Ion như một Sixth Ranger, mà giống như một thành viên cơ bản thuộc đội hình chính nhiều hơn. Ở những tập đầu, spotlight nổi bật nhất dành cho Ion là việc anh liều mạng đối phó với Scatterworm để bảo vệ đồng đội. Xong, tới gần cuối phim thì đất diễn cho Ion mới trở nên đáng kể. Cụ thể là việc anh nghĩ ra kế hoạch chiêu mộ Mucus và Slither xâm nhập vào căn cứ địch để giải cứu Ollie, hay việc anh đi theo Zero đến một thế giới kỳ lạ trong Morphin Grid, tương tác với một thế lực bí ẩn, phần nào đóng vai trò quyết định dẫn đến cú lội ngược dòng giành thắng lợi ngoạn mục của nhóm Cosmic Fury. Một nhân vật khác không kém phần quan trọng là Billy, Mighty Morphin Blue Ranger, tiền bối, người hướng dẫn kiêm supporter siêu cấp VIP Pro. Mặc dù chỉ vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của nhóm Dino Fury, nhưng Billy lại là một sự bổ khuyết hoàn hảo và kịp thời cho những mất mát mà nhóm Ranger trẻ đã phải gánh chịu sau trận chiến đầu phim, đồng thời thay thế Ollie trở thành bộ não chiến lược cho nhóm hậu bối. Khi đang bị lưu lạc ngoài vũ trụ, Billy đã giúp nhóm Amelia có thể biến hình trở lại bằng cách tạo ra Cosmic Fury Morpher. Tiếp đến, ta điểm mặt một vài nhân vật phản diện nổi bật trong phần phim này. Đầu tiên là Lord Zedd, trở lại từ Dino Fury. Lần này, Lord Zedd tiếp tục nhắm vai trò kẻ cầm đầu, là kẻ thù chính phải đối phó trong phần phim. Đúng với câu trở lại và lợi hại hơn xưa, dưới sự hỗ trợ của Ollie và đám thuộc hạ từ tập đoàn Squid Ink, Lord Zedd lần này đã thành công xâm lược trái đất và bắt nhốt rất nhiều đội Power Rangers, đồng thời vô hiệu hóa Megazord của họ. Tuy vậy, phim không thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Lord Zedd. Hắn được chú ý chỉ bởi hắn là kẻ thù chính của nhóm Mighty Morphin Power Rangers cách đây 30 năm, chứ phim không hề thể hiện hắn là một vị lãnh đạo xuất chúng. Cuộc xâm lược của Lord Zedd lần này thành công, công lao hầu hết thuộc về công nghệ của tập đoàn Squid Ink là nhiều. Điều đáng tiếc nhất phải kể tới là dù đã có được hình dạng Master Zedd sau khi hấp thụ quyền năng từ các Morphin Masters, hắn cũng chẳng để lại dấu ấn gì rõ rệt ngoài việc khắc chữ nở lên trên vách núi và bị khuất phục theo một cách không thể miễn cưỡng hơn. Ngoài ra, ta không thể không nhắc tới bà Julia, CEO của tập đoàn Squid Ink, một tập đoàn buôn vũ khí trên toàn vũ trụ. Trong lúc đi khai thác tại Zornia, ả tìm thấy phong ấn của Lord Zedd và giải phóng cho hắn. Sau đó, ả giúp đỡ Lord Zedd thực hiện âm mưu xâm lược quy mô toàn vũ trụ để quảng bá vũ khí chiến tranh. Ả ta không quá nổi bật trong đội quân của Lord Zedd, tuy nhiên, ả lại hoàn toàn là một kẻ mưu mô, thậm chí biến Lord Zedd thành quân cờ cho ả lợi dụng, lót đường cho những kế hoạch riêng. Bên cạnh những nhân vật chủ chốt trong phim, tuyến phụ có một nhân vật để lại dấu ấn khá đậm nét, đó là Tarik. Ông là bố ruột của Amelia. Cuối mùa Dino Fury, ông đã được giải thoát khỏi bùa chú của Void Queen, trở về đoàn tụ với gia đình. Trong Cosmic Fury, ông đóng vai trò là người lãnh đạo lực lượng kháng chiến Wrathcon, lên kế hoạch giải phóng loài người lẫn các Power Rangers đang bị bắt nhốt. Mặc dù không còn là Void Knight, ông vẫn rất mạnh, kỹ năng chiến đấu điêu luyện, bản tính can trường và phẩm chất lãnh đạo đã khiến cho ông trở thành nhân tố quan trọng góp phần giúp cho kháng chiến thành công. Tiếp theo, chúng ta đánh giá đôi nét về sức mạnh và trang thiết bị mới của nhóm Cosmic Fury. Đầu tiên, về Cosmic Fury Zords. Đây là những Zords đã được cất giấu tại Zornia. Nhóm của Amelia đã tìm thấy và sử dụng chúng. Những Zords này chính là giải pháp thay thế cho những Dino Fury Zords đã bị phá hủy.
nên cũng không quá được chú trọng để làm tâm điểm trong phim. Cho những bạn chưa biết, Zornia chính là nơi mà cách đây 30 năm, nhóm Mighty Morphin Power Rangers đã tìm thấy các Shogun Zords. Về sức mạnh của nhóm Cosmic Fury, chúng được tạo ra nhờ việc Billy nghiên cứu sử dụng những năng lượng còn sót lại trong các Dino Key, cộng hưởng với quyền trượng mà Morphin Masters để lại, tạo ra sức mạnh mới giúp nhóm Amelia có thể trở thành Power Rangers. Do đó, phần nào nguồn sức mạnh này bớt linh động hơn so với Dino Fury, khi mà Dino Fury có những chiếc Dino Key với nhiều chức năng chiến đấu khác nhau. Điều này có thể thông cảm được bởi những giới hạn về công nghệ, do căn cứ của nhóm Dino Fury phải đột ngột dịch chuyển ra ngoài vũ trụ mà không có sự chuẩn bị gì. Billy chỉ có thể tận dụng những gì còn sót lại để giúp nhóm Ranger đăng nhập trở lại vào Morphin Grid. Về mô típ sức mạnh, bản chất Cosmic Fury vẫn mang nguồn năng lượng khủng long, không hề liên quan tới các Cosmic Fury Zord. Đây không phải điều gì quá lạ lẫm khi chúng ta đã từng thấy nó ở những phần phim Mighty Morphin Power Rangers rồi. Phần kỹ xảo dù không quá hoành tráng so với mong đợi, tuy nhiên đa phần vẫn được xử lý rất tốt. Song vẫn sẽ có những phân cảnh với kỹ xảo khá tệ, hại mắt. Các bạn nên chuẩn bị tinh thần trước khi xem nhé. Riêng đối với phần hành động, tụi mình không đánh giá cao. Các phân cảnh chiến đấu đều thiếu lực, giống tập dưỡng sinh, không thể hiện được đây là một trận chiến máu lửa mang tầm vũ trụ, điều mà lẽ ra dòng phim Power Rangers phải làm rất tốt. Sau cùng sẽ là nhận xét chung về tổng thể của bộ phim. Về mặt ưu điểm, Cosmic Fury là phần phim được xây dựng tốt về nội dung. Ban đầu, tụi mình cũng không hề mặn mà gì với phần phim này, chủ yếu chỉ xem để biết việc tái cơ cấu lại dòng phim, chuyển hướng sang chiếu ở Netflix có đem lại điều gì đột phá hay không mà thôi. Song, nếu so sánh với các phim Power Rangers ra mắt gần đây, thì chất lượng nội dung của phim có thể nói là vượt ngoài sự mong đợi. Phim tập trung vào vấn đề xoay quanh việc nhóm Dino Fury phải xoay sở tìm cách giải phóng trái đất trước cuộc xâm lăng lớn chưa từng có, khiến cho nhiều đội Rangers phải bó tay chịu trói. Nhóm Fury cũng gặp phải cùng lúc rất nhiều vấn đề lớn mà các đội khác chưa từng gặp như mất Zords, mất đi khả năng biến hình, thiếu hụt nhân sự trầm trọng, thiếu hụt về công nghệ, bị buộc phải rời xa quê nhà mà không có sự chuẩn bị trước. Trước quá nhiều những thiếu thốn và mất mát như vậy, việc cả nhóm có thể biến hình trở lại và tiếp tục chiến đấu thôi đã là một kỳ tích đáng nể rồi. Trước đây, trái đất trong phim Power Rangers từng xảy ra nhiều cuộc xâm lược quy mô vũ trụ. Song, điều đáng nói nhất trong cuộc xâm lăng lần này là phe phản diện nắm được điểm mấu chốt, phải vô hiệu hóa các Megazord của Power Rangers. Nếu không nhờ những biến số lớn nhất tới từ nhóm Cosmic Fury, đặc biệt là Zedo, thì có lẽ trái đất chẳng còn hy vọng nào để chống trả. Việc tập trung vào quá trình giải cứu vũ trụ của nhóm Cosmic Fury thay vì khai thác những tập lẻ của từng nhân vật cũng là điểm khá hợp lý, bởi giới hạn thời lượng của bộ phim chỉ có 10 tập mà thôi. Việc sắp xếp vai trò các nhân vật cũng khá hợp lý, đúng với khả năng của họ, mang lại hiệu quả tốt. Nếu xem hai phần Dino Fury, có thể thấy Hasbro cũng đã khéo léo nhen nhóm việc nâng cấp vai trò thủ lĩnh cho Amelia. Phần thoại nhân vật cũng được xây dựng rất có duyên. Có những câu nói bông đùa nhưng đều phù hợp tình huống và không hề gây phản cảm. Sau cùng, phim cài cắm rất nhiều tình tiết tri ân, gợi nhớ, những ẩn ý đầy tinh tế và khéo léo tới series khởi đầu của dòng phim là Mighty Morphin Power Rangers. Bối cảnh của phim diễn ra ngay sau sự kiện Once and Always, thể hiện ở phân cảnh khi Billy gọi điện cho nhóm Cosmic Fury, căn cứ của nhóm Mighty Morphin vẫn còn vết nứt mà Rita để lại. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng đặc biệt, mang ý nghĩa rất lớn đối với thương hiệu Power Rangers nói chung và Mighty Morphin Power Rangers nói riêng. Song bên cạnh đó, phim vẫn còn khá nhiều điểm đáng tiếc. Tuy có đầu tư về kịch bản, nhưng phim lại thiếu tâm huyết ở khâu sản xuất. Lấy bối cảnh khi trái đất hứng chịu một cuộc xâm lược lớn chưa từng có, rất nhiều nhóm Rangers bị thất thủ. Tuy nhiên cả phim không hề xuất hiện một phân cảnh chiến đấu nào của các đội Power Rangers trước đó. Hoàn toàn bị lép vế khi đem so sánh với cảnh Legendary Battle trong Super Mega Force hay cảnh các Rangers thất thủ trong Power Rangers in Space. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bởi với khả năng tài chính của mình, Hasbro có thể đầu tư được nhiều hơn như thế. Việc phân chia đất diễn không đồng đều cũng là điểm yếu của Cosmic Fury. Ngoài những nhân vật hoàn toàn nổi bật như Amelia, Zedo và Oli, các nhân vật khác lại mờ nhạt đi khá nhiều. Phía phản diện thậm chí còn thê thảm hơn. Những đàn em của Rosset đúng nghĩa xuất hiện chỉ để tấu hài và làm bao cát chịu trận cho nhóm Power Rangers, không thể hiện được những kỹ năng đặc biệt của những quái tuần thông thường. Điểm đáng tiếc tiếp theo phải kể đến là các Megazord.
những Cosmic Furizor chỉ đóng vai trò là công cụ chiến đấu, xuất hiện với thời lượng ít ỏi, hoàn toàn mờ nhạt, không thể hiện được tầm quan trọng đối với nội dung phim, mặc cho yếu tố then chốt khiến các Power Rangers ở trái đất bị thất thủ là việc vô hiệu hóa các Megazord. Về chùm phản diện, để so sánh, sự trở lại của Rita trong One Sent Away có phần nâng tầm mức độ nguy hiểm của chùm cuối hơn. Tuy kế hoạch đều nhắm tới việc vô hiệu hóa sức mạnh của các Power Rangers, với Rita là vô hiệu hóa khả năng biến hình, còn Lord Zedd là vô hiệu hóa các Megazord. Song, trái với Rita từ đầu đến cuối tự lên kế hoạch và tự thân vận động, thì Lord Zedd lại có sự hậu thuẫn quá lớn từ tập đoàn Squid Inc. Thậm chí, hắn còn chỉ là quân cờ ở trong tay họ. Điều này vô tình khiến cái tầm phản diện của Lord Zedd bị sa sút khá nhiều khi đem so sánh với Rita. Trên đây là bài đánh giá của nhóm chúng mình về Power Rangers Cosmic Fury. Một phần phim không quá xuất sắc khi so sánh với mặt bằng chung phim Tokusatsu, nhưng lại tương đối ấn tượng đối với những bộ Power Rangers ra mắt trong thời điểm gần đây. Nếu bạn thấy bài review này bổ ích, đừng quên like, share và để lại bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!